Rồi, xin chào các bạn nha. Mình tên là Minh An. Hiện nay mình là một health coach. Thì đối với một số bạn thì đã biết về Minh An cũng rất là nhiều rồi. Và tuy nhiên là khi mà có một số người đến với kênh này thì cũng chưa biết Minh An là ai. Cho nên là Minh An cũng xin chia sẻ lại một chút về bản thân để cho các bạn có thể biết được ha. Minh An á thì trước đây á, là một cái cử nhân kinh tế và mình làm về hoạt động về quản trị, nhưng mà mình lại có cái nhân duyên là mình làm việc trong lĩnh vực y tế và tiếp xúc nhiều với các bác sĩ, cho nên là mình cũng có được cái sự hiểu biết trong cái lĩnh vực về về sức khỏe và cũng như là cái lĩnh vực về y tế. Rồi sau đó thì là có nghĩa là cái bắt đầu cho cái hành trình mà mình đến với lĩnh vực y tế là cách đây cũng 5 năm rồi. Và trước đó thì mình cũng làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, viễn thông, giáo dục và bất động sản. Cho nên là mình cũng biết được khá nhiều ở nhiều lĩnh vực ha. Nhưng mà bắt đầu đi nhiều là đi vào lĩnh vực về y tế. Thì cho đến cách đây khoảng 2 năm thì trước đó thì Minh An cũng từng tìm hiểu về về mình là nền tảng về đông y, nhưng mà cách đây khoảng 2 năm thì có một cái sự kiện nó xảy ra là và mình có cái nhân duyên mình đến với cái hướng chữa lành tự nhiên và không dùng thuốc. Đó là cái câu chuyện về mẹ của Minh An. Trước đây thì mẹ Minh An gặp rất là nhiều vấn đề, trong đó có viêm xoang nè, huyết áp nè, rồi khớp, rồi trĩ, rất là nhiều vấn đề. Và cái việc mà mẹ mình đang phải sử dụng thuốc là mỗi ngày, ngưng một ngày là không được, ngưng một ngày là cơ thể không thể nào chịu được, rất là mệt mỏi, chóng mặt, rồi chảy nước mũi, nói chung là rất là khó chịu và ngày nào cũng phải dùng thuốc hết. Dùng từ mười mấy năm rồi, dùng từ thuốc Tây y xong rồi chuyển qua dùng thuốc Bắc, thuốc Nam, rồi cứ chuyển tới chuyển lưu nhiều loại như vậy. Và có một thời gian thì bắt đầu là Minh An mới đưa mẹ đi khám định kỳ ở tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh, coi như là đi khám định kỳ mỗi tháng, thì đi rồi xúc mũi, làm cắt các thứ để mình cũng hy vọng là mình theo đúng một cái lộ trình như vậy để xem cái tình hình nó có cải thiện hay không. Thì đi từ bệnh tính ra đi từ cái bệnh viện tiếng gọi là tỉnh, rồi đi ở tai mũi họng thành phố Hồ Chí Minh là mất cũng gần cả 2 năm trời, nhưng mà cái tình trạng thì nó không cải thiện. Cho đến một ngày mình nói không lẽ đi như vậy hoài, cho nên mới mới tham vấn ý kiến bác sĩ, thì hỏi vậy bây giờ như thế nào bác sĩ, hay là mình cứ đi tái khám hoài như vậy. Thì bác sĩ nói là chứ bây giờ làm sao bây giờ. Khi mà Minh An và mẹ thì nghe nghe bác sĩ trả lời cái câu đó thì rõ ràng mình cũng bó tay luôn, và nó thật sự rất là chán nản, nghĩa là cứ phải uống thuốc như vậy, đi lên đi xuống thì cũng chỉ là thay đổi về liều lượng thuốc thôi, chứ còn cái tình trạng thì nó cũng không có sự thay đổi gì lắm. Thì có một nhân duyên và một người bạn của Minh An có chia sẻ cho Minh An về có một cái phương pháp chữa lành tự nhiên mà rất là nhiều người hết được các cái căn bệnh mà họ không phải dùng thuốc nữa, mà họ phục hồi thật sự nha. Thì một người bạn này là một người bạn cũng rất là đáng tin của Minh An, cũng là người làm việc trong lĩnh vực về y tế, cho nên là Minh An tin tưởng cái thông tin này và Minh An đi tìm hiểu. Thì Minh An tìm hiểu rồi sau đó 1 năm rồi Minh An mới đưa mẹ xuống để mà tham gia cái liệu trình đó. Và khi mẹ xuống là Minh An cho mẹ ngưng thuốc luôn, không có sử dụng thuốc nữa. Trải qua liệu trình 6 ngày thì càng ngày càng khỏe hơn và cho đến bây giờ là 2 năm rồi mẹ Minh An không phải dùng thuốc nữa. Đó, rất là tuyệt diệu đúng không ạ? Nhưng đó là cả một hành 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 trình. Còn tới cái người thứ hai mà quyết định cho Minh An và tiếp cho Minh An thêm cái niềm tin để mà Minh An đi với cái hướng chữa lành tự nhiên này và trở thành một cái người health coach giống như ngày hôm nay để chia sẻ và giúp cho các bạn. Đó là người thứ hai, là chị gái của Minh An. Thì chị gái Minh An á là lúc đó gặp một cái biểu hiện, có nghĩa là tê tay
tê tê từ trên vai xuống tay, tê hết, rất cảm giác lúc nào cũng trong trạng thái là mỏi nhừ, và thậm chí cầm một cái vật gì rất là nhẹ lên cũng không thể cầm lâu được, cảm giác nó mỏi đến nỗi mà muốn buông cái vật đó luôn đi vậy đó. Thế thì đi khám thì lúc đó bệnh viện mới chẩn đoán là chị gái của Minh An bị thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống ở trên cổ và ở dưới lưng, coi như là thoái hóa tới mấy mấy đốt lận, và yêu cầu là chỗ thuốc chị uống thuốc, xong rồi sau đó đi tới khám lại thì yêu cầu là mổ. Thì thực sự là mình đã biết đến các phương pháp chữa lành tự nhiên, và mình cũng biết là nhiều người là người ta đã phục hồi rồi thì không có lý gì mà phải mổ. Hơn nữa, mổ cũng không ai đảm bảo rằng là bạn sẽ khỏi bệnh, mà nếu như nó có một phần trăm nào đó rủi ro thì cái xác suất mà bạn bạn bị liệt nó cũng có nha. Cho nên là Minh An mới nói với chị gái là giờ thử phương pháp này, cũng áp dụng vô cho cái vấn đề của chị gái luôn. Đó, phải áp dụng trước đi rồi cái gì mới tính sau. Thì rốt cuộc là chị gái Minh An cũng áp dụng cái phương pháp này luôn. Và một cái điều rất là tuyệt vời đã xảy ra là chị Minh An cũng phục hồi bằng cái phương pháp tự nhiên này luôn. Đó là hai cái người thân nhất trong gia đình mình đã thành công bằng cái phương pháp này. Và Minh An quyết định là đồng hành và cùng đi trên cái con đường hướng chữa lành tự nhiên này. Và trong cái quá trình hơn 2 năm qua đó, mình đã tổ chức rất là nhiều những cái chương trình để mà giúp cho nhiều người phục hồi từ các cái vấn đề khác nhau. Cho nên là càng ngày mình càng thấy rõ hơn cái bức tranh về một cái gọi là vì sao mà con người ta bệnh. Và từ những nguyên lý, khi mà mình nắm được về cái gốc của nguyên lý rồi á, thì mình xử lý vấn đề thì lúc đó nó vô cùng đơn giản. Đó, nó cũng không đến nỗi gọi là nó quá phức tạp như mình nghĩ đâu. Cho nên là trong cái video này thì ngày hôm nay á, thì Minh An muốn chia sẻ với các bạn, thì đầu tiên là cho bạn nhận diện những cái dấu hiệu về cái tình trạng mà mình đang rơi vào trong cái ma trận bệnh tật. Đó là cái phần tiếp theo mà Minh An sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn nhận diện. Và sau đó thì Minh An sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn về cái bản đồ nào để giúp các bạn thoát, bạn và những người thân của bạn thoát ra khỏi cái ma trận đó, giống như Minh An và những người thân trong gia đình mình đã có được cái kết quả giống như ngày hôm nay. Thì những cái dấu hiệu gì thì chúng ta sẽ nhận biết là mình đang rơi vào trong cái ma trận về bệnh tật. Mình nhắc đến ma trận thì mình nghĩ ngay là mình rơi một cái vùng mà mình đi hoài đi mãi không thể thoát ra được, nghĩa là đi đường nào cũng chết, là cứ vòng hoài trong cái ma trận đó và không thể có được cái lối thoát. Thế thì cái những dấu hiệu đó là gì? Đầu tiên ha, mình sẽ cảm thấy là nếu như là một cái cơ thể người, một cơ thể bình thường, thì người ta sẽ trong trạng thái là người ta khỏe mạnh, người ta tràn đầy năng lượng và người ta vui vẻ lạc quan sống. Nhưng một cái người bắt đầu có những cái dấu hiệu mà thường xuyên mình cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống, rồi có thể là đau đầu hay đau đầu nè, rồi dễ bị bệnh vặt nè. Đó là những cái dấu hiệu căn bản đầu tiên mà bạn báo hiệu cho bạn, cơ thể bạn báo hiệu cho bạn rằng bạn đang bị lạc vào trong ma trận bệnh tật rồi đó. Rồi tới tiếp tục cái dấu hiệu thứ hai, nó dấu hiệu này nó rõ ràng hơn, là một ngày đẹp trời tự nhiên thấy trong người yếu yếu mệt mệt mà đau đau cũng lâu rồi, đi khám phát hiện ra có dấu hiệu về huyết áp nè, gan nhiễm mỡ hay là máu nhiễm mỡ đó, hoặc là vân vân. Nói chung là những cái dấu hiệu gọi là rất là căn bản nhất, khi mà mình đi gặp mình sẽ thấy những cái chỉ số của mình nó không ở cái chỉ số bình thường. Đó là mình đến dấu hiệu thứ hai ha. Xong rồi thường khám vậy xong là chắc chắn là bạn sẽ có thuốc đem về uống, đúng không ạ? Rồi đến tiếp tục cái dấu hiệu thứ ba, dấu hiệu rõ ràng hơn nữa mà cơ thể sẽ báo hiệu cho bạn nữa, là sau khi bạn uống thuốc, bạn uống thuốc mà cái tình trạng của bạn nó không có cải thiện, còn uống thuốc thì còn ổn, mà ngưng thuốc thì bắt đầu nó quay trở lại, vẫn đau, vẫn mệt mỏi, vẫn như thường. Như vậy là chứng tỏ là vấn đề của bạn vẫn chưa được giải quyết. Rồi cơ thể bạn lại tiếp tục báo hiệu cho bạn một cái dấu hiệu nữa, nghĩa là uống thuốc mà không hết bệnh, xong đi đến gặp bác sĩ. Bác sĩ tiếp tục tăng cái liều lượng thuốc lên, tăng thêm cái chủng loại thuốc nữa để cho bạn uống. Bạn uống mà càng cảm thấy cơ thể bạn mệt, nóng người, thì bên uống thuốc là mình biết mình sẽ nóng người hơn.
nhưng mà tình trạng của bạn nó không cải thiện. Đó là còn một cái dấu hiệu này nặng nữa nè, là bắt đầu nó sẽ rơi vào cái tình trạng là xuất hiện thêm những cái bệnh mới, giống như những cái người mà có thể là giai đoạn đầu họ chỉ là vấn đề về đường huyết tăng hay cái chỉ số đường cao hay sao đó, nhưng mà dần dần nó chuyển về huyết áp nè, rồi thậm chí là nó chuyển thành nó trở thành những cái vấn đề cao hơn nữa, và nó có thể nói chuyện nó bị biến chứng luôn trên những cái căn bệnh cũ, đó là cái dấu hiệu cao hơn nữa. Và cái dấu hiệu cuối cùng cho đến lúc mà cơ thể của bạn nó báo hiệu là nó hết chịu đựng được nữa rồi, là bạn có thể bị đột quỵ hoặc là về về gặp gia tiên luôn đó. Đó đó là những cái dấu hiệu mà nó báo cho chúng ta từng cái cấp độ để chúng ta biết là tình trạng sức khỏe của mình đang có vấn đề, là mình đang rơi vào trong cái ma trận bệnh tật á, cái con đường mà bạn tiến sâu hơn vào cái ma trận đó nó sẽ đi như vậy, để bạn nhận biết cái dấu hiệu ha. À rồi, bây giờ để khi mà bạn nhận biết cái dấu hiệu và nói giờ tôi biết như vậy nhưng làm cách nào để tôi có thể thoát ra được cái ma trận bệnh tật này mà tất cả mọi người nếu không biết đều đi vào như nhau cả, thì cái bạn không cần phải có một bản đồ đúng không? Bạn muốn ra khỏi ma trận mà không có một cái bản đồ, thì ngày hôm nay Minh An sẽ chia sẻ tiếp cho bạn cái bản đồ để bạn thoát ra khỏi ma trận về bệnh tật. Thì cái bản đồ này là như thế nào, các bạn sẽ hình dung giúp Minh An ha. Một cái hình tam giác như thế này. Rồi, ở trên cái đỉnh của tam giác các bạn sẽ hình dung cho Minh An, đó là đầu tiên nó mọi thứ nó phải xuất phát từ cái tư duy, nghĩa là từ suy nghĩ của bạn nó sẽ biến ra thành cái hành động của bạn. Hành động của bạn được lặp đi lặp lại thì nó sẽ trở thành một cái thói quen, và khi thói quen đó được hình thành thì nó sẽ trở thành tính cách của bạn. Tính cách của bạn thì nó sẽ trở thành cái số mệnh của bạn, cái vận mệnh của bạn. Mà cái vận mệnh của bạn có thọ hay không, có sống thọ sống khỏe không hay không á, sống bình an hay không á, thì bạn phải xem lại cái tư duy đầu tiên của bạn nó đã đúng chưa về sức khỏe. Thì cái tư duy đúng đầu tiên của sức khỏe ở đây Minh An muốn cung cấp cho bạn hai cái tư duy. Thứ nhất, cơ thể của chúng ta có cơ chế tự sửa chữa, là có thể tự phục hồi cho chính nó, chứ không phải là uống thuốc vào mới chữa được hết bệnh ha, nếu như bạn biết kích hoạt cái cơ chế đó lên. Nhưng mà để đi vào chi tiết hơn thì những cái video sau Minh An sẽ làm, bây giờ Minh An chỉ nói vào cái phần cơ bản thôi. Cái yếu tố thứ hai, cái tư duy thứ hai mà bạn cần phải có, đó chính là mỗi người đều có thể tự trở thành bác sĩ cho chính mình. Bởi vì sao? Thông qua sự hiểu biết thì mình sẽ trở thành bác sĩ cho chính mình. Mình muốn có thì mình phải học hỏi. Đó, đó là cái vòng tròn đầu tiên trên đỉnh của tam giác ha. Mình ăn nhắc lại, thứ nhất, cơ thể có cơ chế tự sửa chữa. Thứ hai, bạn có thể trở thành bác sĩ của chính mình. Rồi, tới cái góc bên này của tam giác, các bạn hình dung cái tam giác ha, vòng tròn. Thứ hai, đầu tiên là bạn phải ở cái vòng tròn đầu tiên là bạn hiểu đúng, bạn phải có cái tư duy đúng. Cái thứ hai là vòng tròn thứ hai là bạn phải học đúng, ở bên góc tam giác này là bạn phải học đúng. Học ở đây là học cái gì? Bạn phải hiểu được những cái nguyên nhân nào khiến cho con người ta bị bệnh tật. Bởi vì khi mà bạn bất kỳ một cái việc gì á mà bạn biết được nguyên nhân á, thì bạn mới có thể tìm ra được cái con đường để dẫn đến và thay đổi đi cái kết quả mới. Thì bạn phải hiểu được cái nguyên nhân vì sao mà bạn bệnh là đầu tiên. Rồi, thứ hai nữa là bạn phải biết được cái câu ông bà mình từ xưa tới giờ nói rồi, thực phẩm chính là thuốc. Thì bạn phải biết được những cái nhóm thực phẩm nào nó sẽ gây ra bệnh tật, và những cái nhóm thực phẩm cũng như cái cách ăn uống như thế nào mà nó sẽ giúp cho bạn chữa bệnh, lành bệnh và phòng bệnh. Đó. Rồi, yếu tố thứ ba cũng cực kỳ quan trọng, và yếu tố này phải chiếm từ trên 50% quyết định cái sức khỏe của một người, đó là yếu tố về tâm lý. Cho nên là khi mà một người trong cái trạng thái nè, mất niềm tin vào cuộc sống nè, họ cảm thấy đau khổ trước những cái vấn đề trong cuộc sống đến với mình, họ không hiểu vì sao cái chuyện đó nó đến với mình và mình phải đối diện với nó như thế nào, đó, và họ cũng không biết ứng xử ra làm sao, thì cái vấn đề tâm lý đó nó cũng sẽ quyết định cái vấn đề sức khỏe của một người. Cho nên họ phải được đã thông từ cái vấn đề tâm lý, cho nên phải có phần thân lọc tâm lý ha, thay đổi. Rồi, yếu tố quan trọng tiếp theo nữa đó là cái vấn đề chúng ta đang nhức nhối hiện nay, đó là vấn đề về độc tố hiện nay. Ngày xưa thì có thể vấn đề này nó không có
quá nổi trội như mà cái thời hiện nay của chúng ta. Nhưng mà hiện nay là vấn đề độc tố cực kỳ nổi trội, cho nên chúng ta phải lưu tâm và chúng ta phải tìm những cái phương pháp để mà thải độc cho cơ thể. Thì phương pháp gì thì trong những chủ đề sau Minh An sẽ chia sẻ cụ thể hơn, nhưng mà mình phải có kích hoạt cái cơ chế để mà thải độc cho cơ thể. Đó, Minh An nhắc lại ở cái góc tam giác bên trái này ha. Thứ nhất, hiểu được nguyên nhân vì sao mà chúng ta bệnh. Thứ hai là thực phẩm nào chữa bệnh và thực phẩm nào gây bệnh. Rồi, thứ ba nữa là tâm cân bằng về tâm lý. Thứ tư là thải độc cho cơ thể. Đó, rồi bây giờ Minh An sẽ đi qua bên cái góc tam giác bên đây, là cái vòng tròn bên tay phải của Minh An, các bạn hình dung ha. Yếu tố gì? Sau khi chúng ta đã hiểu đúng ở trên đỉnh tam giác rồi, chúng ta được học đúng ở bên góc tam giác bên trái rồi, thì bây giờ chúng ta phải bắt đầu hành động bên góc tam giác bên phải. Hành động thì như thế nào? Chúng ta phải hành động ngay, bởi vì sức khỏe không chờ đợi chúng ta, bởi vì chúng ta đã có một quá trình tích lũy sai lầm rồi, thì bây giờ chúng ta phải thay đổi ngay, cho nên là phải hành động ngay. Rồi, yếu tố thứ hai nữa là như thế nào? Hành động ngay, nhưng mà bạn phải hành động đúng kìa, bạn phải hiểu thấu triệt rồi, bạn hành động đúng thì bạn mới cho ra một cái kết quả đúng. Đó, còn nhiều khi mình hiểu chưa có tới, chưa có thông, thì mình hành động thì nó vẫn có những cái thiếu sót trên cái con đường mà mình hành động. Đó, nhưng ít ra thì về cơ bản bạn cũng phải hiểu được. Thì khi hiểu được rồi thì bạn hành động đúng thì tất nhiên là bạn sẽ có một cái kết quả đúng mà thôi. Đó, đó là Minh An vừa chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất, cái lý do vì sao mà Minh An đi theo cái xu hướng chữa lành tự nhiên và trở thành một cái health coach ở đây. Đối với Minh An, quan niệm rằng á, một cái người health coach không chỉ là tư vấn cho người ta hay là coaching cho người ta về vấn đề về sức khỏe, về thân hay không, không chỉ về ăn uống như thế nào, rồi thải độc như thế nào, rồi tập luyện như thế nào, vẫn chưa đủ, mà một health coach ở đây nó còn hội tụ cả về yếu tố về tâm lý nữa. Bởi vì nó phải là một cái hành trình là thân tâm, chứ thân tâm nó không hề tách rời nhau. Cho nên là Minh An mới xây dựng một cái chương trình và một cái cộng đồng ở đây để mà Minh An giúp cho mọi người. Đó là hành trình thân khỏe tâm an cùng Cốt An. Đó, thì bạn nào quan tâm thì trước tiên là các bạn có thể like vào fanpage là Health Coach Minh An. Đó là fanpage của Minh An, chia sẻ rất là nhiều thông tin về sức khỏe thân lẫn tâm ở trên đó cho mọi người. Rồi thứ hai, cái kênh mà các bạn có thể theo dõi đó là kênh YouTube là Minh An Love Life. Vì sao Minh An chọn cái tên là Minh An Love Life? Minh An thì là cái tên của mình ha, cái nickname của mình. Còn Love là ở đây là tình yêu đó các bạn. Vì Minh An mong muốn những cái điều mà mình được học, được làm, được tích lũy ra một quá trình, để là một quá trình rất lâu để mà ngày hôm nay mình tích lũy được những cái giá trị này trên cái con đường này. Mình không dám tự nhận mình là một cái chuyên gia về sức khỏe, nhưng mình đã có 5 năm tu học trên cái vấn đề về thân, sức khỏe, về cái phần tâm lý, về cái sứ mệnh của cuộc đời, những cái giá trị sống của cuộc đời. Và vấn đề về sức khỏe mình đã có 5 năm trải nghiệm trên cái con đường này. Đó, thứ nhất là vừa tu học trên chính bản thân mình, trải nghiệm trên chính bản thân mình có cái sự thành công trên những cái người thân của mình. Đó, và những cái khách hàng hơn 2 năm qua khi mà tổ chức các cái chương trình về chữa lành tự nhiên và chia sẻ cho mọi người á, thì đã có hàng ngàn người. Nghĩa là Minh An cùng với một số người đồng đội của mình đã tổ chức những cái chương trình về chữa lành tự nhiên, đã giúp cho cả hàng ngàn người biết đến cái phương pháp chữa lành tự nhiên để họ thay đổi cái đời sống của mình rồi. Cho nên vấn đề này nó không có cái gì mới, mà chẳng qua là nhiều người chúng ta chưa biết đến mà thôi. Cho nên Minh An rất là hy vọng là mọi người có thể tiếp cận được đến với cái thông tin chữa lành này tự nhiên này. Và thứ hai nữa là với tất cả cái tâm huyết, tình yêu và cái ánh sáng, thì Minh An có thể đem lại những cái giá trị cho mọi người, để một phần nào đó giúp cho mọi người có được cái cuộc sống nó thật sự là hạnh phúc nè, bình an và thật là thịnh vượng nữa nha. Cảm ơn mọi người, mời mọi người hãy thứ nhất like và fanpage Health Coach Minh An. Thứ hai là bấm subscribe vào kênh YouTube Minh An Love Life.
ha, để cập nhật tiếp tục những cái thông tin mà Minh An sẽ chia sẻ cho các bạn tại những cái kênh này. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.